Lời Chúa theo Thánh Gioan, chương 5, từ câu 31 đến câu 47. Một hôm, Đức Giêsu nói với dân Do Thái rằng: "Nếu tôi làm chứng về chính mình thì lời chứng của tôi không thật. Có đấng khác làm chứng về tôi và tôi biết lời người làm chứng về tôi là lời chứng thật. Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan. Đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành. Chính những việc tôi làm, đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Chúa Cha, đấng đã sai tôi, chính người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan người. Các ông đã không để cho lời người ở mãi trong lòng, bởi chính các ông không tin vào đấng người đã sai đến. Các ông nghiên cứu Kinh Thánh vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời, mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống. Tôi không cần người đời tôn vinh, nhưng tôi biết các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. Các ông tôn vinh lẫn nhau mà không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được? Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Môsê, người mà các ông tin cậy. Vì nếu các ông tin ông Môsê thì hẳn các ông đã tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi. Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin thì làm sao tin được lời tôi nói?" Quý vị và các bạn thân mến, nhà văn Mark Twain đã nói: "Nhiều người lấy làm buồn phiền vì không hiểu được một đoạn kinh thánh nào đó. Phần tôi thấy rằng những đoạn kinh thánh làm tôi bối rối, nhất là những đoạn mà tôi cho mình đã hiểu." Câu nói của Mark Twain đã giúp cho chúng ta khám phá một ý nghĩa sâu sắc nơi bài tin mừng của ngày hôm nay. Đức Giêsu phản kháng thẳng thắn về niềm tin của người Do Thái, bởi niềm tin của họ đã đặt trong khía cạnh khắt khe của truyền thống lịch sử, lối suy nghĩ nhỏ hẹp và khép kín theo phương diện trần gian. Hay nói khác nữa, họ đã quá giữ kẻ các tập tục văn hóa cứng nhắc của các dân tộc, mà quên đi giá trị quan trọng của một con tim tình yêu gắn chặt với lời Chúa. Đức Giêsu đã chứng minh cho họ thấy rõ con đường của Thiên Chúa qua những lời rao giảng và những hành động mà người đã thực hiện. Hơn thế nữa, lời nói của người không xa lạ và không vượt ra ngoài tầm hiểu biết của con người, bởi chính Gioan đã làm chứng tất cả về người. Có đứng khác làm chứng về tôi, và tôi biết lời người làm chứng về tôi là lời chứng thật. Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Ngay cả Kinh Thánh và Thiên Chúa Cha đã làm chứng về những điều Đức Giêsu đã thực hiện. Quả thật, niềm tin vào Thiên Chúa không thể đóng kín theo một truyền thống và văn hóa nhỏ hẹp. Hay nói khác nữa, niềm tin vào Thiên Chúa không phải lúc nào cũng đòi buộc có bằng chứng cụ thể hay hành động mà mắt thấy tai nghe, nhưng niềm tin cần phải có sự xác tín và phó thác vào chính Thiên Chúa. Là Kitô hữu, chúng ta đừng đưa đẩy niềm tin vào Thiên Chúa theo phương diện của khoa học thực nghiệm, nhưng cần một con tim rung động và rộng mở gắn kết với những giá trị của lời Chúa. Xin Chúa Thánh Thần luôn soi sáng và dẫn chúng ta đi theo con đường ánh sáng của lời Chúa.